Vâng, lời đầu tiên cho phép Cảnh Kỳ Audio xin gửi lời mến chào tới toàn thể các bác, các anh chị đã coi lại kênh YouTube của Cảnh Kỳ Audio ngày hôm nay. Hôm nay thì tiện thể trong lúc đóng hàng nha, trong lúc đóng hàng thì em sẽ làm một cái clip đấy, tôi sẽ làm một video để gửi lời toàn thể các bác đã đặt hàng của em. Đấy, có rất nhiều bác là đặt chỉ là đặt cho có thôi, nhưng mà đúng ra thì em cũng không nói dài dòng làm gì cả. Quên đặt hàng á, quy trình đặt hàng thì các bác đặt cuối cùng là hoàn về. Đấy, em vừa tháo đây, vừa tháo xong, có nghĩa là đặt xong em gửi đi nhà xe xong rồi các bác hoàn về là tự nhiên em mất 200.000 tiền cước. 200.000 tiền cước, cuối cùng là đấy là em lại tự nhiên em chịu tiền cước mà em đã bán thanh lý rồi. Đấy, thì theo các bác nghĩ là làm ăn như vậy có được hay không? Mà 200.000 nha, với em cũng vậy mà với tất cả nhiều người cũng vậy, nó là một cái quá trình làm việc nó tử tế, rồi nào là nhân công của em đóng này, rồi là em tháo ra cho các bác này, rồi rất nhiều thứ nó gộp lại chứ không phải là 200.000 gửi nhà xe đâu. Rồi nào là công việc, rồi nào là từ chối đơn của toàn thể các bác đã đặt hàng chân thật, có nghĩa là để mà các bác đặt hàng chân chính thì lại không loại em báo là hết đơn. Còn những cái bác đặt hàng lúc khi điện cho có nghĩa là gửi hàng đi á mà để về em bóc ra như này này, đấy có nghĩa là nhà xe nó gửi lại là bảo là điện không nghe máy, điện không nghe máy, với lại các bác đã tìm đủ mọi lý do để mà không nhận hàng. Thì hôm nay em cũng nói luôn cho các bác, hôm nay em đóng hàng hiện tại bây giờ tiếp tục cho các bác bây giờ nha, những đơn nào em đã gửi đi nhà xe khách thì đơn nào nhận thì coi như là ok, đấy là gọi là cảm ơn các bác. Còn đơn nào mà chưa nhận hoặc là em đang còn tháo nữa ra để mà chưa nhận, đang còn kiểm soát hàng á, thì các bác vui lòng liên hệ lại trực tiếp với em và cọc tiền cho em. Nói đúng ra thì để thanh lý bọn em làm quá cực khổ rồi, chứ không phải là đã thanh lý rồi có phải là ăn của các bác một đồng. Bọn em làm nó cũng có công, giống như các bác đi làm cũng phải có công, chứ không phải là làm cho thiên hạ cái gì cả. Bọn em không cho thiên hạ một cái gì cả, bọn em làm cũng phải có công thôi. Bây giờ công của em, bây giờ các bác bật miệng, các bác đặt hàng của em xong rồi cuối cùng là các bác không nhận. Nói thật thì em cũng không nói quá làm chi cả, nói chuyện rất bức xúc, cũng rất nhiều anh em bán hàng khác. Hôm nay em cũng thay mặt cho tất cả anh em khác nói thôi, chứ còn em cũng không bao giờ em nói quá một vấn đề gì cả. Thì hôm nay em làm một cái video để chủ đạo tiếp tục, em sẽ bán tiếp cái bát nha. Hôm nay em sẽ nhận cọc tiền nha các bác, em sẽ nhận cọc tiền từ các bác, cọc tiền em mới bán. Thì bát nó quá đẹp, bây giờ em bán đã có một lấy tiền rồi, mà bát lại bát xịn, bác xịn của Real nữa, mà em bán có bao nhiêu tiền đâu. Mà bây giờ các bác hành em rồi đóng hàng rồi gọi điện cho em nói chuyện với em, thì em vẫn vô tư thoải mái để mà tiếp các cuộc gọi của các bác. Nhưng mà đúng ra thì các bác làm em nó cũng hơi vất vả một chút, thì cái điều ấy không sao. Đúng rồi, hôm nay em cũng làm một cái video đấy, các bác nào đặt hàng với em thì những người em tin tưởng được em xử lý hàng. Còn các bác nào đặt hàng có thể là cọc trước khi em, một là có thể cọc cả điện thoại cũng được, cái cả điện thoại có thể 50.000, 100.000 em vẫn nhận. Nhưng có thể bác nào có thể cọc trước số tài khoản vẫn vô tư, số tài khoản em có mà. Đấy, nhưng mà bây giờ đúng ra là một ngày được bao nhiêu tiền các bác, bây giờ tự nhiên bây giờ có 3-4 đơn nó hồi về, các bác không nhận hàng. Kể cả ra như các bác nhận hàng xong các bác bảo là bị lỗi này kia thì em nhận hết. Các bác bảo bị lỗi, chắc hàng là bị lỗi. Em ơi, em thử xem có sống không. Đây em vào em thử xem sống không. Đây cho các bác. Đấy, các bác nghe rõ chưa? Còn nó là màng xịn luôn nha. Đấy, rơm em bọc rất kỹ. Đấy, cuối cùng bây giờ các bác hoàn lại về cho em, mà nó không bị lỗi làm gì, các bác không nhận hàng. Cuối cùng là em bức xúc thì không phải bức xúc, cái điều đấy em thông cảm cho các bác. Có nghĩa là các bác đặt cho có thì bảo với em, chứ còn bây giờ nó là nghiêm
các bác có thể là nghìn, các bác thay về đặt hàng, các bác có thể nể cái anh kia bác đặt hàng, nhưng mà không cần phải nể. Các bác nghiên cứu, ví dụ như cái câu mà bác đặt hàng rồi, bác thay thành cái câu nghiên cứu, nghiên cứu để anh xem có lấy hay không. Đấy, tự nhiên bây giờ em gửi xe đi, lấy 100.000 vào trong Đắk Lắk, cùng xe về lấy 100.000 nữa. Đấy, cuối cùng là một ngày em mất mấy trăm nghìn tiền đơn rồi, mà em làm ra 1.000 mấy trăm nghìn, đúng không ạ? Nó rất khổ sở cho dân buôn bán của em, nên mọi chuyện này các bác cũng thông cảm với em một chút. Hôm nay cũng hơi ốm một chút. Rồi bây giờ đơn nói chung là làm một ngày bây giờ bao nhiêu tiền đâu. Thế còn các bác cứ đặt rồi cho sang miệng, sang gọi xong các bác không nhận hàng, hoàn về cho em. Trong đấy nó không lỗi gì cả, nó đẹp như thế này cơ mà. Đấy, cô em vừa thử xong, bán nó rất đẹp. Nên bây giờ em sẽ đăng lên bán tiếp cho các bác. Bát lời 4 triệu, bát súp 3 triệu 8. Bác nào ưng, liên hệ trực tiếp em, cọc tiền cho em sẽ gửi hàng. Đấy là cái chuyện, các bác thông cảm cho em một chút. Em đã thanh lý rồi, hàng thanh lý là bao giờ nó là hàng hòa vốn. Còn em chưa tính cái mức lỗ nữa cơ, tại vì cái bát lo này em còn chưa tính cái mức cước em gửi về nữa cơ. Đây nên các bác thông cảm em một chút. Đấy, hôm nay em sẽ nói qua một chút, là bác nào có những comment gì thì để lại phía dưới góp ý cho em. Còn bác nào có yêu em thì quý em thì cho em một lượt đăng ký. Còn bác nào có thể ghét hay bộ nào cũng cứ đăng ký cho em cũng ok, không sao. Còn bác có đặt như thế nào hay nữa thì có đặt hàng như sao hay nữa thì bác nói trước là em tham khảo thôi, hoặc là anh tham khảo thôi, hoặc là chú hay bác hay ông hay cái gì nữa ok, thì em ít tuổi thì là bảo là tham khảo thôi. Đấy, nhưng bây giờ các bác bảo đóng hàng cho bác đi, đóng hàng cho anh đi, cuối cùng là bơm hàng của em. Đấy, một ngày em làm được bao nhiêu tiền đâu, bây giờ bơm hàng em một ngày em mất mấy trăm nghìn tiền đơn rồi, gần 1 triệu tiền đơn, nó có phải là mình hàng này đâu. Đây các bác thấu rất thông cảm cho em nha. Hôm nay em là cảnh kỳ audio, các bác đăng ký kênh YouTube của em. Nếu các bác đăng ký em live stream được em rất nhiều cái tâm sự cho các bác. Hôm nay hơi ốm một chút nên là nói tiếng hơi khàn. Đấy, một lần nữa xin chào và hẹn lại các bác trong những video bán hàng tiếp theo. Hẹn các bác đủ, nếu mà đủ lượt sắp để mà live stream, em sẽ hứa bác em thanh lý rất nhiều mặt hàng. Nhưng em bán hàng đã thanh lý rồi thì em sẽ bán cho những người cần, chứ không phải là để cho thanh lý cho những người đặt cho sáng mồm, sáng miệng. Đấy là phương châm của em. Đấy, em có thể bán rẻ cho người cần hơn là bán đắt cho những người đặt sáng miệng. Đấy, đúng là như vậy. Vâng, một lần các bác đăng ký kênh YouTube Cảnh Kỳ Audio nha. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.